Chào các bạn, lại là Linh đây. Trong video ngày hôm nay, Linh xin chia sẻ đến các bạn công dụng của trà đậu đen xanh lòng gạo lứt và cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta chưa thể giảm cân thành công. Như các bạn cũng đã biết, trong đậu đen và gạo lứt có nhiều thành phần vitamin và các khoáng chất khác rất tốt cho sức khỏe của con người. Trà đậu đen xanh lòng gạo lứt không chỉ tốt cho tim mạch, tốt cho gan, giảm mỡ bụng, mà nó còn có tác dụng giảm cân rất hiệu quả. Đậu đen và gạo lứt được lấy từ nguyên liệu nhà trồng, không phẩm màu hay hóa chất, chỉ đem về vo sạch rồi rang thôi, cho nên các bạn cứ yên tâm sử dụng sản phẩm. Và các bạn cũng nên biết rằng đây không phải là sản phẩm thay thế cho thuốc chữa bệnh, mà uống trà đậu đen gạo lứt chỉ có tác dụng hỗ trợ thêm cho sức khỏe của chúng ta mà thôi. Có bạn hỏi Linh rằng uống trà đậu đen gạo lứt thì có giảm cân không? Như các bạn cũng biết, cân nặng của chị em phụ nữ chúng ta thì thay đổi theo nhiều yếu tố. Do phụ nữ sau khi sinh con thì cân nặng cũng tăng một cách chóng mặt. Hay do công việc phải ngồi nhiều, ít vận động, hoặc là do chế độ mình ăn uống hàng ngày chưa phù hợp. Và cái câu chuyện giảm cân không phải một sớm một chiều. Cũng có khi mình sử dụng thêm thuốc giảm cân nhưng cũng không đem lại kết quả là bao nhiêu. Mà chúng ta phải có một cái chế độ ăn phù hợp. Có nghĩa là phải giảm bớt lại cái lượng tinh bột, tăng cường rau xanh, uống đủ nước, tập thể dục khi có thời gian rảnh. Và mình hỗ trợ thêm cái trà đậu đen xanh lòng gạo lứt này, thì Linh nghĩ rằng cái câu chuyện giảm cân mới mong có được kết quả như mong muốn của mình. Cũng có bạn thắc mắc rằng tại sao mình ăn rất ít mà cân nặng cứ lên đều đều. Dạ, theo Linh thì khi mà mình ăn ít cơm nhưng bù lại mình ăn giặt rất là nhiều. Cái miệng lúc nào cũng nhai nhai cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng thì làm một ly trà sữa, một lon nước ngọt, hay là một ly cà phê sữa đá thơm ngon béo ngậy. Thì thử hỏi cái cân nặng của chúng ta nó có đứng yên một chỗ được hay không. Cũng như bản thân Linh nè, có bạn gặp ở ngoài nói là ủa sao nhìn bà Linh bà tròn vo vậy. Dạ, cái đó là lỗi do Linh. Cái thứ nhất là do mình ăn uống vô tội vạ, đụng gì ăn nấy, ăn giặt nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là do mình ít tập thể dục, rồi do thêm cái tính chất công việc nữa, cho nên là Linh chưa có giảm cân thành công được. Có một vị khách đó hỏi con trai Linh rằng là mẹ con ở nhà làm công việc gì? Thì con trai Linh mới đáp rằng mẹ con ở nhà sống trong nhung lụa, ngồi nhịp giò lấy tiền. Vậy Linh đố các bạn, Linh làm công việc gì? Công việc của Linh á, là may đồ và thêu quần áo ở tại nhà. Do tính chất công việc là phải ngồi nhiều, cho nên cái lượng mỡ bụng này nó cứ ứ động lại. Rồi có lúc mình làm khuya, buồn ngủ và cần tỉnh táo thì Linh sử dụng thêm cà phê sữa đá nè, uống thêm bò cụm nè. Cứ như vậy thì cân nặng nó cứ tăng đều đều, cho nên là Linh chưa có giảm cân thành công được. Và từ khi Linh sử dụng cái trà đậu đen xanh lòng gạo lứt này á, thì Linh cũng giảm bớt được cái lượng cà phê và cái lượng nước ngọt. Chỉ khi nào mà thèm lắm thì mình mới uống lại thôi. Và chỉ với 20 đến 30 phút mỗi ngày thì các bạn cũng có thể tự mua cái nguyên liệu về mình rang và mình sử dụng thôi. Còn các chị em nào bận đi làm, không có thời gian mà rang đậu, thì Linh mời các chị em hãy tham khảo sản phẩm trà đậu đen xanh lòng gạo lứt bên Linh nhé. Không chỉ riêng gì mà phụ nữ chúng em sử dụng cái trà này đâu. Các quý ông cũng có thể tham khảo thêm cái sản phẩm. Do tính chất công việc thường xuyên phải nhậu nhẹt, tiệc tùng, cho nên là các quý ông nên nghiên cứu sử dụng thêm cái trà đậu đen xanh lòng gạo lứt như thế này. Và mình uống ấm ấm á, cho ấm bụng nè.
thanh lọc cơ thể rồi tốt cho sức khỏe. Các bạn nếu quan tâm, yêu thích sản phẩm và đặt hàng á, thì hãy để lại bình luận ở dưới video này nha. Linh rất trân quý và cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian xem video của Linh. Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.